chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cho mọi người thấy xe sử dụng nhất Motul 300V sau 4.000 km sử dụng thì nó sẽ như thế nào nha. Xe mình đi được 8.300 cây, và tính ra là lúc 4.000 mình thay một lần, bây giờ 4.000 là em thay lần nữa. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem là sau 4.000 km thì cái nhớt này nó có hiệu quả như thế nào, và cái chất nhớt nó còn trong như thế nào nha. Giờ là mình bắt đầu thay nè. Đây là anh thợ Hot Boy. Sau 4.000 cây thì nhớt nó vẫn còn xanh lè nha. Mình nghĩ là nhớt này có thể đi được tới 5.000 á, tại vì 4.000 cây mà nhớt nó vẫn còn màu xanh mà. Hả? Chạy 10.000 thay nhớt mà. Nó vẫn còn màu xanh nha. Ở trong cái hộp á, người ta khuyến cáo là chạy tới 5.000 á, nhưng mà tại vì đường Việt Nam của mình á, nó hơi bị nóng khói bụi, cho nên mình chạy 4.000 thay là vừa. Này là tiệm sửa xe của bạn mình ở Phan Thiết. Tôi thấy nhớt vẫn còn xanh. Chất nhớt của Motul 300V thì khỏi bàn rồi, nổi tiếng từ xưa giờ, đi rất là ok. Tính ra là thay vì nhớt thường là 100.000 một bình thì mình đi được 1.000 cây, thì nhớt này khoảng 450 thì mình có thể đi được 4.000 cây, thì nó cũng đâu vào đó thôi, nó sẽ tiết kiệm cái chi phí mình thay nhớt hơn, tiết kiệm thời gian thay nhớt nữa. Nói chung nhớt dành cho những ai lười biếng thay nhớt. Sao bữa có ông kêu thì xe này lít, còn có người kêu là lít mốt, người kêu lít tư nữa, nhưng mà em coi trong cái cây châm nhớt á là đổ lít vô là châm nó vừa đủ á. Chút anh châm thử em coi, anh coi thử em, nếu không đủ mình châm nữa. Nhớt này, nhớt dinh của nó cũng đặc mà. Nhớt bán tổng hợp mà. Này nó cũng hơi đặc. Nhớt này chuyên chạy mô tô. Anh sẽ lột và châm nhớt mới vô. Mọi người có đi phượt đâu mà về Phan Thiết á thì ghé tiệm sửa xe Phương nha. Ở đây có số điện thoại.
0937 56 590. Cái tiệm này nó nằm trên đường mà mình vô thành phố Phan Thiết luôn á. Úc Facebook cho mấy đứa bạn em ở trọng á, có gì chạy về đây thì ghé hay nhớ rồi sửa xe rồi. Canh thử nhớt mới đủ không? Em thấy nó đủ không? Em thấy nó đủ. Nhưng mà có người kêu lít mấy mà em thấy 1 lít là nó vừa đủ. Bây giờ đã xong. Đổ nhớt cũ vô cho nó sạch. Bye bye mọi người nha. Thì là mọi người đã biết là nhớt Motul 300V nó tốt cỡ nào rồi. Hẹn gặp lại vào những clip sau.